Ok anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Cái người bên ngay. Đây, bây giờ sẽ tiếp tục bắt 616 anh em. Ở lần này thì thực sự thì sau khi lên set động một giao diện đồng sắt 525 nữa nè. Thì may mắn sẽ lên được là 25. 25 là 50, kèm với này là 75, kèm với này là 81, kèm với cái này là 86 nha anh em, kèm với Thiên Sơn Quốc Tử rồi vòng tây rồi các kiểu Evan tăng may mắn thì thực sự là khá là nhiều may mắn luôn đó anh em. À, lần này thì Khả đánh ba con này của Khả nha anh em. Rồi chuẩn bị về và lần đánh tiếp tục những con đặc biệt nha. Từ từ anh em ơi. Hiện tại đôi giày thì có người phone đó nhưng mà thực sự chưa bán này mà. Có người alo em rất mấy cuộc rồi nè, đôi giày á. Qua là có anh Tùng ơi. Đợi anh Tùng ba lăng đứng đợi em nhiều anh Tùng ơi, em quấn ba con thường này cái ông ba nè. Ừ, nãy giờ có hai ba người gọi điện Khải nhưng mà chắc là mua đôi giày nè. Cờ đi. Bây giờ chưa bán đâu nè. Nhiều anh em không chuyển giới luôn. Không đồ VIP là alo liền luôn nè. Nhưng mà từ từ anh em ơi. Tùng anh chuyển giới kìa. Chuyển giới nhưng mà phải đủ set ăn ban thì chuyển được. Không có, anh giờ anh chuyển đi. Anh quyết định là chuyển xong rồi anh sẽ con đỉnh đấu với một mũ sáng lông. Ừ, à đúng rồi, cái mũ liên đấu cũng đẹp luôn anh ơi. Mũ đang quán đồ 1 luôn. Mũ liên đấu quá chắc luôn. 25-40, thông pháp 20, sự lực mà, quá đẹp. Đúng rồi anh ơi. À, nếu vậy thì anh dùng đôi giày này thì pin của pin luôn anh, khắc hỏi dòng 1 mà. Ừ, hợp lý nữa, chuyển ngay và liền luôn anh ơi. Rồi ngỏ ý lòng lái luôn. Rồi rồi, để em nói chuyện với Long rồi. Em sẽ mua cho anh một giá rất là rẻ luôn, chứ không có bán mắc đâu. Ừ, hợp lý cho anh sợi. Đúng rồi, không mua rẻ quá cũng tội anh em. Anh em đánh boss mà. Ôi, đồ cái áo nữ anh em. Áo nữ 17, 42, 20, 40. Tiếp tục làm 130 shop. Shop luôn. À, đại lưng là 140, thiệt sự shop luôn. Nón, rồi cho xe luôn. Ui, một đôi giày là chó ngắn ngồi, không phải tóc có 19. Rồi, xì đà, bước xe hết. Nón 140, rồi ok, dì ba lên anh ơi. À, một đại lưng làm 140 này là như là có thở của nghe mi Khả xài được. Để lại cho nghe mi Khả nữa mà, nghe mi Khả đang xài. Rồi, ba ông thường đã xong. Anh Tùng, gia ba lên anh Tùng ơi, giờ em ra nè anh Tùng ơi. Lòng về bờ thấy may mắn anh em, thấy sướng chưa anh em. Cứ đánh mà có về bờ là tiếp tục anh em biết sao không? Cứ có một người về bờ thì chắc chắn anh em một câu là anh em sẽ cố gắng mua rất là nhiều lệnh bài để tiếp tục đánh cho anh em xem đó. Chứ thực sự đầu tư mà không được gì á, nhiều khi cũng chán lắm. Quá đẹp. Ờ anh ơi, nón nó thì thực sự là em đã dành đó thôi. Rồi, mua máu ngay. Rồi, tiếp tục đặt là bài đặc biệt nha anh em. Ba lần đó, để em chạy ra đó. Rồi sắp xếp vị trí nè. Tiếp tục đó là những con boss đặc biệt nè. Boss đặc biệt này bên Khải vừa thả khoảng 7 con 8 con của hàng. Đó. Hỏa cánh full nằm bánh rồi em ơi. Full nằm bánh rồi, không gì để chơi đâu. Họ, ôi, con đầu tiên này 4 5 hai con họ được hai cái nhẫn. Xem là mắng mà anh em, mắng nhiều mà anh em. Ở bắt sống 16 này anh em cũng biết này. Mới nhận được cái gia truyền nữa anh em. Anh Tùng anh đưa về cho ban đánh luôn. Đó. 75 may mắn rồi nè. Đó, gần đủ bộ đồng sắt anh em, gần đủ bộ nha. Rồi cái này nhẫn may mắn xấu là 81, kèm cái này là 86 nè. Kèm với full may mắn như là Quốc Tử Thiên Sơn rồi vòng tay may mắn mùa trước, Evan mùa trước như là Evan mùa này, thực sự là full may mắn đó mọi người. Rồi ôi trời chà, ôi trời chà, lụm đồ, ôi đồ khá là nhiều, khá là nhiều anh em. À, anh em đang xem cho Khả một like hỗ trợ anh em ơi, và video này tiếp tục hơn 200 like sẽ tiếp tục làm những video tiếp theo nhé. À, con thổ này hơi lâu, xuống chắc xuống phụ rồi em ơi. Phụ con thổ này hơi lâu rồi. Con này không biết được gì đây. Đến gần chết này, con thổ này lâu lắm rồi em ơi.
Hồi trước khả đầu tư xếp được bánh xanh không đã hơn 5 triệu nè. Nhưng mà tầm này thay vào những trang bị đồ vàng rồi, không còn xanh nhiều trước nữa. Trước tầm này đồ xanh rẻ rồi, tầm này đồ vàng nó mới có giá trị nè. À Như Hương ơi, dẫn về Tương Nhân Bắc luôn Như Hương ơi, lùm đồ anh ơi. Có rồi, có rồi, có rồi. Em cho anh này là... Ok, ok. Vô góc, vô góc, có gì em bút cho anh lẹ. Ừ, trong góc rồi, trong góc rồi. Lát mới bút cho em một ít nhá. Ok, 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 đó anh bảo. Còn dàn hồ mỏm kiểu lâm. Ok. Rồi, phụ diện gái bói thử được gì nè mời. À, 7 con. Được gì đây? Được gì đây? Số cảm động. À, à em đâu rồi? Anh đưa mất đồ gia tẩu này. Rác, rác, rác. Sinh lực, lực, rác, lô. 520, rác, lô. 120, rác, lô. Sức mạnh, rác, kháng lôi 28. Kháng lôi 15. 18. 120. Ờ, à, được một nhẫn 540 dòng 2. Thôi, toàn rác thôi em ơi. Được một trắng 540 thôi. Đây em ơi. Đây em, mấy cái đồ gia tổ đưa này, ra đây, ra đây. Được một trắng nhẫn thôi em ơi. Đồ gia tổ nè, gia tổ cho em nè. Nhạc đen dưới đất đó. Dưới đất, dưới đất, không thấy hả? Đúng rồi, ba đôi này gia tổ tốt luôn. Dưới đất. Đó, thông pháp này nó gia tổ này thôi cho anh em. Gia tổ. Gia tổ. Gia tổ, sinh lực 100. Này cho anh em. Rồi, gia tẩu luôn. Rồi, trở đi em ơi. Này để cho ác bị à. Rồi, thả anh ơi, thả anh ơi. Được một nhắn lắm chậm anh em ơi. Một nhắn lắm chậm anh em ơi. Cho bì con nhé. Rồi, lấy nhật, 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 đây, nhật đi. Rồi, bá đồ ra cho anh em thôi. Được một cái nhắn làm chậm thôi nè. Đó, làm chậm này thì sự nó cũng rẻ, mà tầm này khá rẻ thôi. Còn 1 cho đến 2 kim, cao lắm 3 kim nè. Dòng 2 này ít quá. Dòng 2 khá là phèn. Rồi, tiếp tục. Đó là 90 con tiếp theo nè em ơi. Tụi này khoảng 100 con đặc biệt nè. 100 con đặc biệt nha nè. Cái đó để anh Long giải quyết thôi. Em đâu biết được anh thật. Để anh Long giải quyết như thế nào. Hai anh em tâm sự... Rồi tiếp theo. Nói chứ cho free anh Tùng không lái đâu. Anh Tùng là làm gì làm cho anh em có bù lại ít tiền boss. Thì thực sự free anh Tùng ngại không lái đâu nè. Sao mà lái được. Xưa giờ anh cho anh em là nhiều chứ không chả bao giờ đỡ anh làm anh em thiệt cả. Nên là cái vấn đề này thì anh Long với anh Tùng tí hai người tự nhiên tin tâm sự loài chim biển nè. Đó. Nhắn chậm dòng 2 xương trình ơi. Khui, khui, khui. Đó. Rồi, thả tiếp anh ơi. Lần thứ 6 con, lần thứ 6 con này. Ok, đấm đi, đón ít may mắn nữa. Gần hết may mắn nữa. Từ ngàn xưa, tống kim tranh hùng bỏ lâu. Vượt ngàn dân xa với chi trai tung hoành thiên hạ. Đợi tí nha nè. Trong thời gian Tùng đi rút tiền đợi tí. Đi làm mười mắn nè. Đó nè không. Đây. Không đổi dành cái hai vòng tay này. Event cũ nè. Đó. Giờ double thêm một event mới nữa. Xong rồi. Từ giao dịch nè. Đổi ít mười mắn là hết mười mắn. Còn Thiên Sơn quá tử không bao giờ thiếu. Khải khá là nhiều. Gặp được em ai đi đổi với mảnh mới anh em đợi chút thun trang ba lần chuyển với mảnh nữa chắc kiếm với sạch chơi quá kiếm đi người nam kiếm đi chơi mà đây anh em ở mấy bánh lần này mới thì nó có xanh thằng này có nó gọi quà chi thằng này ngáo vài đái anh em ơi ít mấy bánh lại su giờ trung bình ạc 11x thì cái xác khoảng tầm 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu tùy phái. Nếu mà phái nào mắc do lâm mà tịch tại thì kinh thì dao động khoảng tầm từ 5 đến 7 triệu có thể là 10 triệu tùy phái nha. Đó. Anh em có biết giá cả sao cả như vậy là được. Tiền giá nó thiệt.
Còn đồ đạc thì tùy theo mọi phái đồ như thế nào nữa thì có thể giá cả nó sẽ nhích hơn một chút hoặc là như thế nào đó nữa. Thực sự xe này là tầm này là rẻ rồi đó nè. Hồi trước từ đầu á, thực sự là một cái mắt để làm một tập tại Viking á, nó phải nằm hơn 100 triệu nè. Nhiều khi anh em không tin, anh em cứ xem là những video đầu tiên server nè, thực sự là những cái đồ nó rất là khủng, thực sự đồ rất là căng luôn nè. Ui, cái đạt rồi. Rồi, sau khi đã chuẩn bị máy bán xong thì bây giờ tiếp tục anh em ơi. Gốc rồi, đây tiếp tục số con tiếp theo. Ở lần bắt 66 này thì đánh khoảng 100 con lần bài đặc biệt anh em ơi. Không, con này người khác chứ con đảm ơi. Thôi, mở to chị nè. Một mình nghe được rồi anh em. Ảnh hưởng đến em làm gì? Nó chửi mình nghe được rồi. Ok ok, để nhận cái tool này bỏ đồ cho anh em xem nha. Này này, boss đặc biệt thì đánh nhanh thôi nè. Nói chung cái này gọi là anh hùng bằng phím hoặc là anh hùng móm gì đó nè, đó, cái dạng này đó. Cái kiểu mà alo mày ở đâu, rồi anh em mày chỗ nào tao qua tao chém mày đâm mày này nọ. Đúng đâu. Thiệt sợ. Khá là đồ đầu với những thanh niên như vậy nè mày. Làm nhật đồ á. Rồi, bỏ nhận. Ok, có thể nhận hai con này nó gì luôn em ơi. Khui hang. Xem bánh mắt ổn đó em ơi. Còn một thiếu một cái nhẫn nữa thôi là đạt 100%. Ok nha, anh em có gì nếu anh em muốn số điện thoại của người đó, anh em có thể khả năng cho số anh em nha. Thực sự là nó chửi khá là rất là nhiều luôn mà thực sự là khá không muốn nói anh em. Rồi ok này. 0935215151. Anh em xử lý giùm khả nha. Đó anh em ơi. Đó. Không biết số đó gọi là khỏi khả làm gì mà chửi quá trời đất nè. Thực sự là khá là đồng não với thành viên đó luôn. Rồi, giờ bói gái anh Tùng thả tiếp tục nè mọi. Đó, số thổ bên trên nè. Đó, anh em thích thì Khải đưa bên trên đó. Rồi, anh em làm việc dùm Khải đi. Rồi, khui. Ê. Này, Khải quên lưu rừng ở Tương Dương luôn rồi. Lú quá quên lưu rừng Tương Dương luôn rồi. Rồi, ok. Ngừng đánh bot giờ, Khải bó cái rồi tiếp tục đánh nha em ơi. À, anh em xuống thổ bên trên, anh em nhắn tin alo thử như thế nào, xử lý thử nè. Đồ cứ gọi mình đau đầu luôn. Rồi, đó. Kim sinh lực nỗ lực. Ôi, kháng lo sinh lực nỗ lực. Má, kháng lo có 11 trời. Kim sinh lực nỗ lực. Chuẩn năm hành. Ngọc bội. Chuyển hóa, không có gì hết. 20, không kháng tất cả. Sinh lực, đó. Giang hùng. Đây, anh đưa em mấy cái đồ gia tẩu này em ơi. Lầm này em, mấy đồ gia tẩu này. Kháng lo 30. Được, kháng lo 30 không phải nhẫn nè, em gia truyền trời. Kim sinh lực lực nè. Sinh lực lực nè. Lực lực nè. Thực sự là mình không làm gì mà đi cứ gọi điện chửi mình rồi. Nói này nó nọ khó chịu vạch chướng nè. Ai đồ gia truyền nữ nè em. Kháng cả 10 chống 40 anh Tùng ơi. Đâu gia truyền này là để em nói là nếu thằng nào chơi set định quốc là chắc nó cần anh Tùng ơi. Gia truyền này anh Tùng bán có tiền anh Tùng ơi. Mấy kháng họ thấp dữ người ta. Cũng được vài kim ấy. Được. Chuyện nam mình đang cần chuyện nam không có thì cái hó ta. Chúng mình 17 kích độ, sinh lực cao. Rác với rác thôi. Kháng lôi 21. Kháng lôi 3. Kháng sức mạnh. Rồi gia tạo quá trời. Sinh lực cho 41. Chốn được một cái gia truyền kháng tất cả 10. Rồi với chống 40 nè mày. Rồi còn lại những món như là sinh lực lực hợp kim thôi, không có gì giá trị cả. Đó, đồng một gia truyền này. Nhẫn này, sinh lực cao này. Rồi, mấy cái đồ sinh lực cao này Khải vứt cho xe.
cái gì anh em cần thì ban sẽ hỗ trợ nha. Đó như Ngọc Bội sinh lực cao này, sức mạnh này, đó. Cái này cũng vậy, sinh lực, nỗ lực, chuẩn theo set năm hành của vũ khí họ là ok như món này luôn. Đó, đây đây, quên chứ. Đây anh em. Chuyển màn hình bên YouTube cho anh em. Đó anh em, được giá chiên rồi anh em ơi. Đó. Khá là cả 10, trong 40. Vừa rồi đít ạc quên anh em ơi. Thông cảm. Đó. Rồi. Đó. Toàn đồ sinh lực anh em ơi. Mấy con đồ kia chó nè. Đó. Toàn sinh lực rồi, không có gì hết. Rồi cái này mất cần kia. Dạ. Ê. Anh chuyển màn hình bên YouTube chưa? Chuyển rồi. Delay 30 giây nó hơi chậm một chút anh em thông cảm. Mấy cái này sinh lực cho anh em trong bang này. Sức mạnh 17 kích đồ. Sức sinh lực cao. Lô 30. Rồi, chả có luôn đồ nào có xịn có tiền luôn nào. Rồi ok. Tiếp tục, hiện tại chỉ một cái giá chuyển thôi. Lên. Đang delay anh em, anh thông cảm anh em ơi, delay á. Đang delay 1 phút anh em, 30 giây chứ. Má, đang bận việc mà thằng quý cứ nó gọi thiệt đúng là kiểu kiểu nó bị ngáo nè, đậu xanh thiệt sự luôn nè. Má, mình nghe những lời chửi mình thực sự đúng khó chịu luôn nè. Không biết anh em cho anh em xử lý như thế nào rồi. Rồi, tiếp tục anh em, tiếp tục. Rồi, lên sang. Đó, sau khoảng thời gian thì chúng ta sẽ quay lại nhiệm vụ boss anh em ơi. Được một giá trị anh em ơi. Đó. Thực sự là đủ. Nghe những thực sự anh em hồi xưa giờ á, mình chả làm gì luôn mà cứ điện thoại mà tự nhiên không bảo chửi mình này nọ, mày livestream hả? Rồi như thế này như thế nọ, chửi mình không nói, chửi đến gia đình vợ con mình, thực sự quá ức chớ luôn nè. Mình nghe những câu đó thì là khả nghe nãy 2-3 cuộc rồi. Khả thách mấy đến nãy giờ cứ gọi phá rối là thực sự là không còn tâm lý luôn nè. Thao túng tâm lý luôn. Rồi, vô, nhiệt độ. Khui, thả tiếp tục anh Tùng ơi. Đâu sinh lực có 6 ít à, Xuân Trịnh ơi. Đâu có 16 ít anh nè. Có 56 mà. Này anh em. Anh em gọi nó bận rồi, hết thời gian gọi người khác à. Mình không làm gì mà cứ gọi chửi mình. Đó, anh em xử lý dùng khả thật sự là buồn hết sức rồi à. Rồi, tiếp theo. Bỏ qua vấn đề đó đi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trở lại với lần boss em ơi. Vừa rồi chỉ được một giá trị đem sang cân băng nè. Đó. Đâu, giá trị này nam thì cũng được nè. Lấy hiệu ứng chón 40. Ngon. Ừ, nó kêu nó gọi rồi, nó chửi rủa là thực sự là nghe những khi mình thấy mình chán. Không thèm trả lời. Kiểu anh hùng bằng phím này nọ các kiểu con đà điểu. Ai tiếp theo. Nãy giờ mới chỉ còn hơn 20 con thôi em ơi, Rồi. Ừ, đúng rồi. Nghe chửi 2-3 lần đó một kiểu số lạ vậy. Có nhầm số không anh em, mình hỏi kỹ. Ủa, cứ gọi mình hoài luôn. Bỏ cỡ đó. À, xong cái này vừa bỏ đồ nha anh em. Nói chung là những thanh phần đó chắc là bị ngơ ngơ ngáo ngáo rồi. Mình không cần tiếp làm gì nè. Cho mọi chuyện qua đi nè. Mình dùng một từ chữ nhẫn là ok nè. Vấn đề đó, nhẫn là ok đó. Lớn rồi đâu phải con nít đâu nè. Còn muốn tìm Khải cứ gì Gia Lai thôi đó. Gì Gia Lai gặp Khải thôi. Sao anh ơi, 18 rồi.
Thôi khui đồ. Xong này gì khui đồ nè. Nhìn anh em chơi mà thèm quá hả? Ok người nam. Tiếp tục thả tiếp anh Tùng ơi. Ôi con kia mít luôn không có gì. Ok được một ngọc bội. Khui. Anh em đang xem Discord được đúng không? Nãy bị đít đạn á. Ok. Khui. Rồi 10 số. 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 Trời không có kháng cả. Ôi nó kia chuyện cả bên chúng độc. Sinh lực lượng đẹp gơ. Không kháng cả. Số. Số. Trang sức nha anh em. Này đang xem trang sức VIP nha anh em. Ngọc bò làm trọng 10 thông pháp 20. What the hell. Tương đối mắt ổn luôn. Thông pháp 16. Mà sinh lực lượng thấp quá. 13 30 số lượng. Kim. Ngọc 25 số lượng. Không có sinh lực 150 ha, cái dây nhẫn này ngon nè. Cái đọc 15. Một nhẫn 540 dòng 2 anh Tùng ơi. Sinh lực lực cũng được vài kim. Một nhẫn dòng 1 nó ok. Có người đặt nhẫn dòng 1 anh Tùng ơi. Ngon đấy. Nhẫn anh 18 đặt. Anh 18 đặt đúng rồi. Nhớ có người đặt. Ôi. Ôi có nhầm mọi người. Hai nhẫn dòng 1 luôn. What the hell về bờ. Tưởng nhìn nhầm chứ. Ồ hai nhẫn luôn. Ôi sao tuần này anh Tùng nhiều nhẫn dữ ta. Nhiều nhẫn 540 luôn nè. Thì thân pháp 16 sức lực lực. Ồ cái nhẫn này ngon nè. Nem độc ngon. Ok 19. Tất cả là về bầu nè mà. Nhẫn đồ đạc ok nha. 20. Wow, so cái tuần này ra được 1, 2, 3, 4 món làm chậm luôn. So, lại về bờ 4 món làm chậm này. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 món làm chậm. Quá tuyệt vời. Rồi, lên tiếp theo. Các bắt cái đồ này rương ngay. Hơi chậm này. Ok, ok. Ok. Anh Lâm làm cái gì? Lâm đường môn hả? À, lên nhiệt độ em ơi. Về bờ luôn. Mấy cái nhẫn dòng 1 có người đặt luôn em ơi. Ngon lành cành đào luôn. Anh lấy bao nhiêu điểm? Ok cảm ơn Rassin Donet Khải nha. Bao nhiêu vậy? 0.99 là 1 đô hả nè. Cảm ơn người em nha. Ok cảm ơn người em. 1.000 cái sô-cô-la hạnh phúc nào. Có cái nhẫn nuôi 2x cho em nhé. Để cho em vào mua luôn. Ok ok Long ơi. Ok Long ơi. Nhắn số lần 150 này. Đây em đổi lại nè mà. Nhắn ấn 1 tầm này phải 5 kim hơn em. Nếu sinh lực lực tốt thì 5 kim hơn. 5 cho đến 7 kim. Tại vì dòng 1 hiếm lắm em ơi. Và rất rất nhiều phái dùng ấn 1 đó. Còn dòng 2 thì rẻ. Dòng 2 khoảng tầm 3 kim đến 4 kim thôi. Sinh lực lực như thế nào nữa. Loại 50 điểm. Là 50k điểm thông kia nữa anh. Rồi thả tiếp Tùng ơi. Còn con thổ này hơi lo thả tiếp luôn. Thả tiếp luôn Tùng ơi. Ok. Coi còn cái bánh không. Cái bánh nha. Rồi tiếp tục đã full may mắn nha anh em. Đó full may mắn. Tại vì cứ 20 phút là hết hạn nè em ơi. 20 phút là hết hạn. Rồi tiếp theo. Đó. Chưa hết mà cái tool vừa rồi mà thả ra mới làm chậm. Nhìn thấy về bờ liền nè. Đây 1 2 3 3 4 cái luôn. Những này lúc nãy thu của cô Khái. Ôi thank you thank you for sin. Ôi vừa nói net 2 đô là cảm ơn người em nha. Hello cảm ơn nhiều. Thank you. 2 đô cảm ơn người em nha. Người này là chất nước ngoài nè mày. Donate bằng tiền đô không à. Không biết là mình này lại ngu tiếng Anh. Thank you thì biết sao giờ. Thank you donate thì biết sao giờ. Ha ha ha.
Khó đồ kiểu gì vậy là sao anh em? À, người Việt Nam luôn, thích xem khả đánh boss với đồ. Ok của mọi người anh em nhé. À, nói tiếng Việt là ok rồi em ơi. Chứ giờ không biết cách nào nữa, có thể giao lưu với người anh em. Adam đang xem và cho hơn 200 like ủng hộ tiếp tục những lệnh bài bói đồ như thế này anh em ơi. Tiếp tục đúng rồi, con thổ đánh hơi lâu. Cứng lần 6 bị con thả ra, đúng rồi. Ok anh ơi. Anh em có thể ghé vào kênh YouTube Di Khải Gaming nha anh em ơi. Anh em đang xem trên fanpage này, gần 60 anh em, 50 anh em này. Ghé vào YouTube cho một đăng ký kênh ủng hộ nha anh em. Mít anh là cái mít năm anh là cái gì ạ? Người Việt. Ok người anh em ơi. Nói chung là anh em ủng hộ thì cố gắng thức đêm thức hôm rồi đánh cho anh em xem, bó cho anh em xem. Nhiều khi đánh thua nó cũng có cái hay nè. Đó. Hay nhiều khi mình tự đánh thì mình mua cho mình tự đánh cũng được. Đó. Nhiều lúc vấn đề là anh em mình là mình không thôn gom được nhiều, mình gom được hơn mười mấy hay chục cái hả? Nhẫn này. Đó, đánh khá là ok luôn. Lượm hàng. Ui, con kim này rất quá cho đồ nè. Rồi, đếm dùm bói cái này mà đồ nhiều quá. Bói cái đồ nhiều quá. Ôi, một ngọc bội về bờ luôn. Sinh lực 155, 540, lại ngon. 530, thông pháp 16, thông pháp 15, vãi nồi ngon ghê. Rác luôn. Ui, nhà chị không có gì hết. Ngọc bội không banh. Trời. Nhà 520. Chúc mạnh 10. Rác 2340. Rác luôn. Không có gì đặc biệt. 1330. Ôi trời ơi, cái nhẫn này cũng được hết nhờ. Cái ngõ thấp dưới ta. Đồ này 40 ngon rồi. 3312. 30. 30 chón. Đa số là 30 chón là nhiều. 5. Nội lực cao. Kháng họ 15, sinh lực 130. Kim, rác luôn. Rác luôn. À, đã nhận mấy cái đồ nữa, đỡ nó chặt chỗ nè. Sao anh ơi? Ok, giùm em thương những bách. Rác luôn. Chúng đọc, rác luôn. Các bạn rác luôn. Đó, các bạn 21. Đúng rồi anh, ổng đi đường môn sơ cấp ổng bán điểm nhiều lắm. Đây anh ơi. Đây dịch kêu anh nào luôn cái gì đây? Anh nào, anh quá tương hả? Rồi, em vứt cho đất lá luôn nha, đồ của nhẫn quá đẹp luôn em ơi. Đây, lá luôn anh ơi. Rồi. Rồi, cứ đánh này, nhẫn này, sinh lực cao này cho anh em ban này. Ngọc bội này không có tác dụng gì. Nhẫn này đỡ trưng bày nè. Ngọc bò này trưng bày nè. Nhẫn này sốt. Sốt. Rồi tiếp theo lâm. Ôi. Thổ đánh hình lầu một tí. Thả tiếp mình ơi, cảm ơn người nem, donate nem đô rồi, ok. Nói chung đánh boss mà cứ thức đêm thức hôm như thế này, có anh em ủng hộ thì thực sự là cũng đó là một cái may mắn anh em. Cố gắng thức đêm thức hôm đánh là anh em xem ủng hộ là vui rồi. Rồi giờ ba cái đồ là bán giả tẩu à. Làm biến lắm anh em ơi, mất thời gian lắm anh em ơi. Nãy ông chỉ xin mấy món đồ để làm giả tẩu thôi chứ không phải đi bán nè. Ai tầm này đi bán giả tẩu làm gì mấy món đồ này. Rất chi là mất thời gian nè. Rồi tiếp theo.
Nãy giờ có cái nhẫn nào sức mạnh sinh lực cao không? Không, không. Rồi, nhẫn kim. Đó, thằng vừa nói nhẫn kim được ra không? Ui. Rồi, nhẫn này, lúc này. Trúng độc, số. Đây, sức mạnh 14, sinh lực 33. Không có sinh lực. Số. Ôi, sáng đọc 25, chuẩn năm hành của vũ khí họ. Đỡ, đỡ lại. Rát. Trời ơi. Một hồi, không có giọng gì. Chẳng gì. Rát, rát. Ôi, cái nhẫn này là ngon nữa. 20, 30. Vãi nồi. Ôi, nhẫn này ngon luôn. Anh Tùng 19, 40. Sinh lực lực cũng được nè. Vài kim. Được. Đây. Nhẫn đẹp nè. Nhẫn ok. Ngọc bòi cho. Ok, mấy cái đồ đẹp đẹp sẽ đỡ trưng bày nè mọi. Nếu mà 40 nữa dẫn đối tương đối gần mắt rồi. Rồi, tiếp theo, thả tiếp bên đây. Để dọn rương rồi. Rương nó gọn gàng. Một cây vũ khí nè. Hai cây vũ khí nè. Sao nó chặt chội vậy? Ở đây làm chậm nè. Đây là chậm. Quay chậm nè. Vũ khí nè. Rồi, từng đó xong. Đó. Nhập đồ gì phải. Ok. Đánh hôm nay gần 200 con á. Đồ hơi nhiều chọc chỗ. À, tại sáng ngồi ở tiệm nail nên xem khả năng boss cũng thư giãn. Ok người nam ơi. Làm cái 5.99 nữa cho đẹp bro. Ui, ui, lần này rất nhiều đồ ghê luôn nè. Rồi, tiếp tục anh ơi, thổ, tiếp tục anh ơi. Con này nó lâu lắm. Đúng rồi. Lần này thì ở boss 66 này thì anh Tùng có chạy cho biết đó là hơn 90 con đặc biệt nè. 90 đặc biệt nhân cho 500 xu một cái thì nó dao động khoảng tầm 45 kim. Thì ở cái bát này thì anh Tùng tốn hết khoảng 3 triệu hơn nha nè. Kèm với tiền vàng đánh nữa thì có thể là gần 4 triệu tiền đánh boss đó nè. Gần 4 triệu tiền đánh boss ở tool này nè. Đó, để xem thử về vợ gì nữa không nha. Rồi, tiếp theo. Rồi, khui ha. À, anh em nào gặp anh em tư vấn được gì tư vấn hỏi chơi nữa. Con này em từ từ thả thêm nha. Em có phải cần rương đầy rương rồi. Còn có 7 con nữa thôi. Đồ, đánh 90 con này không? Nhanh kinh chưa? Còn 7 con nữa thôi. Vẫn chưa gọi là món nào siêu phẩm nè em ơi. Rồi, về bói nha. Lần 7 con thì thả tầm 10 đến 12 đợt là hết rồi nè. Ui. Trời ơi, 40 con mới chết được mấy con thổ. Đó. 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 Sinh lực lực chuẩn năm hành thỏ. Đó luôn. Đó luôn. Trời ơi, giá trị 500 nhiều vậy. 130. Tất cả không phải tất cả. Trời, mười mấy 100 đợi. Nhẫn cái hai à trời, sinh lực lực. Các bội kim chuẩn năm hạt. Trời, sinh lực thấp. Mấy cái đồ sinh lực lực đỡ lại nên trong bang xài xài. Nhẫn kim sức mạnh 14, sinh lực 60. Rắc qua rắc. Rắc 40. Rồi, tương đối đồ tầm trung anh em ơi, cho là chủ đạo. Ra, 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 bản đồ cho là chủ đạo. Sinh lực nè. Mấy bánh một này nọ các kiểu. Rồi, thả tiếp bên đây. Cố lên. Vẫn chưa có món nào gọi là siêu phẩm về bờ nè mày. Món tương đối chung chung không mày.
Ok, để xem tuần này gì mua phù nè. Tuần này gì mua phù nha. Có tuần kia rất là mớ nè, mớ đồ. Hết rồi ạ. Ok anh ơi. 90 con này mà đánh khá là nhanh đó mọi người. Tại vì con đặc biệt đánh là ba liên hiện nó hết là nhanh. Giờ mặt lên nó bình nhanh. Hồi trước yếu quá. Nhẫn thổ này xin nè, nhẫn này phải mua không có xin được đâu em ơi. Nhẫn này một sấy có mua thì hỏi anh Tùng này, mua nhiêu này. Một sấy có mua không? Nhẫn mát mà. Anh Tùng có xài không? Anh Tùng cũng xài, bán anh Tùng đó. Đỡ cho anh em rẻ mà xài thôi. Chứ nhẫn này nhẫn đẹp mà. Cho thì vẫn vừa cho vừa bán thôi em, đã bù lại tiền bot em. Hết là 90 con là gần 3 triệu đó em. Nhưng mà bù thu được gì thu thôi. Bán rẻ cho anh em xài thôi. Ừ. Mai, đồ xong rồi, đó là có phải là bắt cuối rồi. Một xét hết rồi. Rẻ mà xài. Nhắn đẹp luôn nào. Nhắn này quá đẹp. Nhắn này mà không bán 25 nữa thì ối giời rồi. 90 con mà thật sự không có gì nè em ơi. Cái dòng thể lực đó mà là nội lực luôn. Ừ. 14x. Đừng mua nó xoay xoay được 2 cái. Weber 1 gia truyền thổ, ok. Ừ. Rồi, tuần này tuần cuối cùng đã được gì nha nè. Ôi. Với 90 bot được gì đây? Đó. Trời, thông pháp 20. Thông pháp lượng lượng 20. Thông bằng số. Một ngọc bội làm chậm. Mà dòng ngọc bội làm chậm cũng ấn một chắc có người xài đó. Được. Anh bán cho thằng Tăng Bình Dương đó. Tăng Bình Dương nó xài ấn 2 bằng kết mà. Nhẫn 12-30. Đó. Rác luôn. Sinh lực lực chuẩn năm hành kim, chuẩn năm hành vũ khí hỏa. À, đa số mấy món đó nhiều dữ ta. Bội kim này nó bao tay kim nó khá là nhiều. Đó. 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 Lại tiếp tục cái ngọc bội 23, shop luôn cái này cũ quá, không có sinh lực lực cho ai sợ. 19-30, ôi không kháng cả trời. Kháng là đẹp mà không kháng cả. Đó. Rồi. Cái lần này chắc ra không ăn thua rồi em ơi. Lỗ rồi anh Tùng ơi. Tầm này đỡ mình thu lại 45 kim hơi đuối à. Lỗ. Tụi này lỗ hoàn toàn sắp mặt nè em ơi. Lỗ hoàn toàn sắp mặt rồi. Này cho nè em ơi. Thần pháp 20. Bắt đại được này. Có bắt đại không anh ơi? Có bắt đại thả luôn. Đâu? Anh ơi. Bắt đặc biệt được này chán đời quá. Quá bắt đặc biệt. Cảm giác toàn làm chậm không anh em ơi. Toàn làm chậm này. Chó không có. Chó không có luôn. Chó không có luôn em ơi. Rồi, được mấy cái, được hai cái nhẫn. Những cái nhẫn này 19-30. Ồ, mấy tưởng này 19-40 ngon rồi, 19-30 trời, sinh lực nó 14 điểm nữa, thám nha. Sinh lực 153, 157, ôi xô ơi. Không, đi ngủ à. Rồi, xem được đồ gì nè. Thật sự là với 90 kim thì 45 kim thì ra khơi không an toàn rồi em ơi. Đây bắt 66 thì khả cho anh em xem đồ, những món đồ thực sự là anh Tùng sở hữu được. Chuẩn bị giao dịch luôn anh Tùng ơi. Rồi hết rồi. Cái này là cái lúc nãy Khải đánh ra được đầu tiên. Cái này dòng 2 thôi nè. Rồi lại tới. Đó anh em ơi. Thì nãy giờ đánh ở bot 66 này thì thực sự là trang sức hoàn toàn nè em ơi. 6 con, 8 con đầu tiên thì Khải được cái nhẫn làm chậm 40. Nhẫn làm chậm 40. Ok, cảm ơn Gia Khang nha. Ngọn đèn khuya trong đêm mang bao ký ức vô lần xưa. Mong ra siêu phẩm. Ok, vừa rồi thì Khải định nói nhưng mà ok, cảm ơn Gia Khang vừa donate khoảng 100k ở Black Duo nha. Cảm ơn người nè. Ở bắt 66 này thì với xếp được bắn 86% thì Khải nhận được cái nhẫn đầu tiên, nó làm chậm dòng 2. Đó, nhẫn này chắc cũng tầm 2-3 kim nè. Nếu bán được giá cũng tầm 3 kim hơn. Một kim server này khoảng 65.000 thì cái nhẫn này khoảng tầm 200k thôi nè. 200k vì đồng đồng đó. Rồi,
Những món tiếp theo thì cho anh em xem. Thì anh Tùng được những món hot có giá trị như là nhẫn dòng 1 làm chậm. Đó. Nhẫn này còn hơn đem kim. Rồi, nhẫn này cũng vậy, sinh lực lực làm chậm luôn dòng 1. Nhẫn này cũng sinh lực lực dòng 2, thì dòng 2 thì nó khoảng tầm 3 kim hơn. À, nhẫn này sinh lực cao thì thực sự là anh Long có cần thì chắc hỏi anh Tùng đưa qua hoa xài thôi. Nhẫn này bán chắc cũng được vài trăm xu không yên thua đâu. Rồi, một ngọc bòi song pháp 20 chậm 40, bọn này cũng được vài kim. Nói chung những món làm chậm như thế này á, thì tương đương nó tầm 3 kim hơn. Nếu dòng 1 thì 5 kim hơn. Tùy theo cái lượng sinh lực nội lực thì nó sẽ có giá hơn một chút nè. Rồi ngọc bòi này cũng sinh lực nội lực dòng 2 cũng được tầm 3 kim hơn. Đó. Giá chiên này cũng khá ok mà thực sự rất tiếc không kháng họ đâu mà. Được cái móc là sinh lực nội lực và kháng tất cả và chó cũng khá ok. Này mà kháng họ 21 nữa thực sự là ối giời luôn. Cũng gọi là bán có tiền đấy. Mà đỡ mà nói thì gia chiên này cũng khá là ok ở server này đó nè. 10 trong 40 đó. Đồ gia chiên này chắc bán được tầm 5 đến 10 kim. Một nhẫn không banh 1940, nhẫn này cũng được tầm 3 đến 5 kim. Bù huyền bót. Và cái này hàng hot đây, chạm 40 dòng 1 cũng được từ nếu mà dòng 1 thì cứ từ 5 kim hơn thôi nè. Dòng 2 thì tầm 2 kim hơn, 3 kim. Đó. Nhận nó 120, sinh lực lực thực sự cái này 40 nữa là ối sợi luôn. Cái này thì thực sự là chắc là anh em nào đi tấm kim sơ cấp thì thực sự sẽ cần cái nhẫn này. Bèo lắm cũng được 1 kim. Ngọc bòi 140, sinh lực lực dòng 2. Cái này cũng được 3 kim hơn, sinh lực cao luôn em ơi. 155. Đó. Rồi, nhẫn này chó cắn họ, mấy cái này chưa được móc lắm nên từng đó chắc bán cao lắm là 500 xu đến 1 kim. Đó. Rồi nói chung là với 45 kim thì thu lại 1, 2 còn 5 số kim thu lại tầm này chắc khoảng nửa tiền. Rồi giao dịch anh Tùng ơi, giao dịch anh Tùng ơi. Ừ. Tầm này chắc thu nửa tiền rồi mày, không không lời không lỗ mà thu chắc nửa tiền thôi. Đâu từ Dương Bắc à? Ok anh ơi, từ Dương Bắc thu chắc nếu mà bán lít nhất thì thu chắc khoảng tầm 20 hơn và mất thời gian nè. Tại vì những món đồ này thực sự đẹp nhưng mà thực sự phải bán à mới được chứ còn thực sự không ai mua nhanh liền đâu. Rồi tương dương bắt là tương dương bắt nhiều em vào khả chuyển nữ à. Thì thực sự chuyển nữ rồi mang cái chuyện này được móc móc 120 chó nè. Này biết nói chuyện nữ hay không nữa để từ từ hỏi từ tính lên mà dành này. Rồi, ở bát số 6 này anh em đừng quên cho một like ủng hộ cho anh em.